chà, cho trẻ đi học thêm mà đặc biệt là những môn năng khiếu nữa. Minh Ngọc thấy là có rất nhiều đứa trẻ thích đi học những môn năng khiếu, nhưng mà bé Ngọc ở đây thì lại hình như không thích lắm à. Dạ. Yeah. Không biết là hồi xưa Ngọc còn nhỏ có được đi học không ạ? Dạ, đi học có. Những môn năng khiếu có thích không ạ? Dạ, được đi học hát, đi học bóng rổ và thật sự là rất hào hứng mỗi khi đi học nữa cơ. Như vậy thì rõ ràng là ai trong chúng ta thì ở cái thế hệ sau này đó thì các bạn đều được hưởng những cái may mắn là được đi học thêm những cái môn năng khiếu từ nhỏ. Và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì các cháu hầu như là không còn thời gian để mà đi học, chứ còn quá nhiều các cái môn năng khiếu dành cho các cháu. Dạ, yeah. Mà thật ra thì Minh Ngọc nhận thấy là bé Ngọc trong câu chuyện ngày hôm nay lại không thích, mà chỉ thích môn học đá banh thôi. Còn bố mẹ thì cho đi học cờ vua, cờ tướng. Yeah. Thì hình như là phải học đúng cái môn mình thích thì bé mới vui được, phải không ạ? Vừa rồi chính Minh Ngọc cũng đưa ra cái ý kiến của mình đó. Tức là khi mình được học đó, mình thích lắm. Yeah. Mình vui lắm, mà mình thấy mình năng động lắm, mà mình rất là khỏe. Thế thì đấy là cái trải nghiệm ngay của người trong cuộc. Còn đối với cháu thì cháu có vẻ không thích những cái môn mà bố mẹ muốn cháu học mà lại thích đá banh. Thì thực ra cái này đó, phụ huynh cũng yên tâm là đôi lúc á, có những cái sở thích, cái năng khiếu mà trừ trường hợp đặc biệt, còn hầu hết là các cháu nó cũng sẽ có những cái thay đổi. Yeah. Có khi cấp 1 thích môn này, lên cấp 2 thích môn khác. Về màu sắc cũng vậy, người ta cứ hay hỏi chúng tôi rằng là tại sao hồi trẻ thích màu này, giờ tới tuổi này lại thay đổi, không thích cái màu đó nữa. Thế thì rõ ràng cái gì cũng có thể thay đổi. Vậy thì vấn đề quan trọng là mình phải xem cái thể trạng của cháu. Đặc biệt là phải cần có kiểm tra sức khỏe cho cháu. Bởi vì nếu như mà cháu không đủ sức khỏe mà lại học những cái bộ môn mà nó đòi hỏi thể lực nhiều đó, thì cái này nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của cháu. Tôi nói ví dụ như thế này, không phải là học thêm môn năng khiếu đâu, mà trong nhà trường có bộ môn thể dục. Yeah. Thì bao giờ nhà trường cũng lưu ý rằng nếu như các cháu mà muốn học môn thể dục đó, thì các thầy các cô đều phải có cái sự kiểm tra sức khỏe cho cháu, để cháu nó có thể theo học được không. Đấy là tôi nói là học ở chính khóa ở trường đó. Và vì vậy cho nên có một số các cháu bị vấn đề về tim, chẳng hạn tim bẩm sinh, thì hầu hết các cháu được miễn, không chạy, không nhảy gì hết. Và đó là những cái điều mà nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho cháu. Còn về học thêm thì chúng ta cũng phải xem cái thể lực của cháu. Ở đây mình không có từ chối con một cách thẳng thừng, dễ làm cháu tổn thương lắm. Nhưng mà chúng ta cứ nói rằng là nếu như mà con có đủ sức khỏe để chơi, để học cái bộ môn này, thì chúng ta sẽ có cái giải pháp cho nó phù hợp, đều rất là có ích cho cháu. Nhưng một là có phù hợp với cháu hay không. Yeah. Thứ hai là có quá tải với cháu hay không. Yeah. Nếu mà học nhiều quá cũng sẽ cảm thấy áp lực nữa. Dạ. Cứ trong một ngày mà liên tục học hết môn này tới môn khác thì rõ ràng cháu nó có đảm nhận được không? Sức khỏe của cháu có đáp ứng được không? Thì bố mẹ thương con nhưng mà đừng có hại con. Dạ. Và nếu mà mình ép bé học những môn bé không thích hay là học quá nhiều thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của bé, phải không ạ? Thực ra đó thì cái điều này nó rất là rõ. Bởi vì Minh Ngọc thấy rằng là không cần phải nói đâu xa. Ngày nào mà chúng ta thấy sức khỏe chúng ta không ổn đó, mà chúng ta phải làm thêm việc á, thì hiệu quả công việc có cao không ạ? Dạ, chắc cũng sẽ là chậm trễ và không tốt. Nếu có làm thì cũng rất là chậm chạp và uể oải, rồi cái chất lượng nó không có tốt. Thì mình suy ra thì mình hiểu cháu như thế nào. Và đừng quên rằng người ta lập luận là học năng khiếu, học mấy cái môn kỹ năng sống là vừa học vừa chơi. Hoàn toàn chính xác, học mà chơi. Nhưng mà nhiều khi phụ huynh đã cũng kiểm tra chất lượng học. Tức là tôi đóng tiền cho con tôi đi học vẽ thì con tôi phải vẽ ra hồn. Dạ. Thì đó lại là một áp lực với thầy và trò rồi. Chứ người ta cứ nói là học để chơi thôi. Nhưng mà thực ra chúng ta không có làm đúng theo cái điều mà chúng ta suy nghĩ đâu. Mà chúng ta muốn là hễ con tôi học vẽ thì phải trở thành họa sĩ. Dạ. Đó là tôi đi học nhạc thì phải trở thành nhạc sĩ. Nhưng mà đâu có phải tất cả chúng ta học nhạc để rồi trở thành nhạc sĩ. Dạ. Mà học để có kiến thức, để chúng ta cảm thụ về âm nhạc. Ở nhà trường cũng dạy cho học vẽ ngay từ rất là sớm. Tức là những cái gọi là căn bản nhất, phổ thông nhất thì nhà trường có dạy các cháu. Yeah. Còn vấn đề ở đây chúng ta muốn cháu trở thành cái gì và như thế nào thì đó là cái khung mà bố mẹ vẽ ra sẵn rồi, áp các cháu vào trong đó, chứ không phải là sự mong muốn của các cháu đâu. Bé Ngọc đang phải học quá nhiều môn năng khiếu, mà Minh Ngọc nhận ra thì đây không chỉ riêng ở gia đình này đâu, mà rất nhiều bậc phụ huynh cũng chọn cho con mình học nhiều môn năng khiếu cùng một lúc nữa cơ. Thế có khi nào Minh Ngọc thấy rằng đây là nhu cầu và khát vọng của bố mẹ chứ không phải là của con? Dạ,
em nghĩ là đây là từ nhu cầu của ba mẹ là đi trước. Tại vì thấy chung quanh hàng xóm rồi đi học lớp thì thấy con người ta học môn này học môn kia, con người ta học 5 môn rồi con mình phải 5 môn hoặc 6 môn hoặc 7 môn thì càng tốt. Mà không biết rằng là điều đó có tốt với con mình hay không. Thì đó là cái ý thứ nhất, tức là cái trong cái chỗ vô tình đó thì người ta cứ sợ là con mình thua con người khác. Và cái tâm lý này là tâm lý của người lớn chứ hoàn toàn các cháu vô tư. Cho nên chúng ta phải lựa cái điều để hợp với tâm lý nè, hợp với thể trạng, là quan trọng nhất là cái thời gian của cháu. Và như cô cũng đã chia sẻ đó, thì khi mà học năng khiếu chúng ta phải dựa trên tinh thần học mà chơi, chơi mà học. Nhưng mà dường như điều này thì không đúng với lại phụ huynh Á Đông. Bởi vì khi mà cho con đi học là sẽ đặt kỳ vọng là con sẽ đạt được một điều gì đó. Còn ở phương Tây thì người ta lại cho bé học năng khiếu để bé tiếp thu được nhiều kiến thức mới và thêm nhiều trải nghiệm tuổi thơ thôi. Dạ vâng. Thực ra thì nó cũng có một chút khác biệt về cái đặc trưng văn hóa của các vùng miền trên thế giới. Cái việc mà đối với các cháu nhỏ đó, từ nhỏ đó người ta đã cho các cháu làm quen với âm nhạc, với tất cả những cái gì gọi là năng khiếu, để các cháu nó có thể, nếu không có tiếp cận thì làm sao phát hiện được cháu là một cái nhà họa sĩ. Cháu có thể cắm hoa đẹp, hoặc là cháu có thể có những cái năng khiếu đặc biệt khác. Cho nên là hầu hết là họ cho các cháu tiếp cận, và đúng là học mà chơi, chơi mà học. Rồi họ sẽ sàng lọc và họ phát hiện ra là những cháu nào có năng khiếu thực sự thì họ sẽ bồi dưỡng. Còn đối với Việt Nam mình thì trước đây thì cũng có, nhưng mà không nhiều như bây giờ. Cha mẹ nào cũng muốn cho con bằng chị bằng em, nhưng mà điều quan trọng hơn là người ta không có lường hết cái sức của con trẻ, bởi vì con học chứ không phải chúng ta học. Cho nên cái việc đối với cái người Á Đông mà cho con học á, đôi khi cái này xin quý vị tha lỗi là đôi khi cũng vì cái thể diện của gia đình nữa. Tức là con người ta học piano thì rất là quý tộc, thì con tôi không thể nào học cái nhạc cụ khác. Ví dụ như là đàn tranh, cháu nó thích, nhưng mà học đàn tranh không sang bằng học piano, bằng học piano chẳng hạn. Thì đấy là cái quan niệm của người lớn chứ không phải là của các cháu bé. Vì vậy cho nên chúng ta phải tỉnh táo là làm sao đó để hiểu rằng những cái bộ môn khác ngoài những bộ môn chính khóa của nhà trường, tức là chúng ta tạm gọi đó là những môn năng khiếu, thì thực sự nó phải có năng khiếu thì trẻ nó mới có thể phát huy được cái khả năng của cháu. Và nếu mà có muốn cho trẻ học nhiều môn năng khiếu cùng một lúc để trẻ có thể tự tìm ra năng khiếu thật sự của chính mình, thì cũng nên rải ra nhẹ nhàng thôi. Chứ đừng tôi có áp lực quá. Tôi đồng ý với Minh Ngọc, tức là cái thời gian để cho cháu có thể tiếp thu và có thể cảm thấy hào hứng, có thể yêu mến những bộ môn năng khiếu đó chính là cái nền tảng ban đầu để giúp chúng ta phát hiện cái năng khiếu thực sự của các cháu. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý tiến sĩ Lý Thị Mai đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay, để qua đó chúng ta lựa chọn cho con em mình những môn năng khiếu phù hợp và giúp cho trẻ phát triển được toàn diện. Còn bây giờ đây, Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và chuyên gia tâm lý tiến sĩ Lý Thị Mai xin chào và hẹn gặp lại.